kế trên một ma trận gồm 6 điểm nằm trên một hình chữ nhật. 6 điểm chia thành 2 cột, mỗi cột 3 điểm. Mỗi chữ cái hay mỗi dấu câu được phân biệt bởi vị trí khác nhau của các điểm trong ma trận. Đó là một hệ thống chữ rất tinh vi. Một cỗ máy viết chữ nổi Braille sẽ có một thanh ba để phân cách ở giữa và 6 nút hai bên. Mỗi nút tương ứng với một điểm trên ma trận Braille. Khi ta ấn một nút, một thanh thép nhọn mà ta gọi là kim khắc sẽ đục một điểm nổi. Để sản xuất một cỗ máy đánh chữ Braille, người ta đặt lần lượt 6 kim khắc lên một rãnh trượt. Chúng được phân cách với nhau bởi những bàn thép. Nhờ những bàn thép này mà mỗi kim khắc có thể hoạt động độc lập với nhau. Mỗi nắp đậy sẽ đậy kín rãnh trượt. Ở phía dưới những kim khắc, người ta gắn một bàn thép có 6 lỗ thủng cách đều. 6 điểm này tương ứng với 6 vị trí có trong ma trận chữ nổi. Khi ta ấn vào một nút, kim khắc tương ứng sẽ đâm qua bàn thép, ấn tờ giấy trắng lên một khuôn dập để tạo nên một điểm nổi. Phần khuôn dập cũng được bắt vít chặt vào rãnh trượt trước khi được lắp vào máy. Đây là cách mà hệ thống rãnh trượt và khuôn dập tiếp xúc với nhau trong quá trình máy vận hành. Các chi tiết khác nhau này sẽ tác động cho những kim khắc hoạt động. Chi tiết đầu tiên mà ta cần lắp là những thanh thép dài, mỗi thanh thép có một cam. Ở một trong hai đầu của thanh thép dài có gắn một cái chốt, sẽ có tác dụng giữ cố định hai lá thép mỏng kẹp chặt một thanh kim loại dẹt. Đầu kia của thanh kim loại dẹt sẽ được nối với bàn phím, mỗi thanh kim loại sẽ tương ứng với một nút. Các chi tiết khác của máy đánh chữ được làm từ nhôm đúc khuôn. Tấm chắn bên trái sẽ đậy đầu bên trái của máy và có tác dụng đỡ trục của rãnh trượt. Đây là trục để rãnh trượt trượt lên trên. Tiếp theo là cơ cấu đưa giấy vào trong máy. Đây là giá đỡ phía sau. Người ta đang để rãnh trượt trượt lên trục. Sau đó họ lắp thêm một trục tròn ở giữa gọi là lô cuốn giấy. Giấy sau khi được đưa từ ngoài vào lô cuốn sẽ được giữ cố định trong máy. Tiếp theo là thanh răng. Các răng trên thanh răng có kích thước lớn bằng kích thước của một chữ nổi. Nhờ vậy, rãnh trượt được kéo đều và khoảng cách các chữ nổi cũng đều nhau. Tiếp theo họ lắp cơ cấu kéo rãnh trượt. Cuối cùng họ đậy kín cạnh phải của máy đánh chữ bằng tấm chắn bên phải. Bây giờ họ cần hoàn thành khâu lắp ráp bằng cách kết nối các chi tiết để khởi động các kim khắc. Từng thanh thép dài sẽ được gắn với từng thanh kim loại dẹt qua cam. Mỗi thanh kim loại dẹt được gắn với một tay gạt. Mỗi tay gạt lại được gắn với một nút. Đây là hoạt động của máy. Khi ta ấn một nút, tay gạt sẽ làm quay một thanh thép dài, tác động làm kim khắc được đẩy lên, ấn cho tờ giấy va vào khuôn dập để tạo ra một điểm nổi. Công việc còn lại là lắp nốt chi tiết cuối cùng để giữ giấy. Thanh ba này sẽ ép giấy cho bám chặt vào lô cuốn giấy. Họ tiếp tục bắt vít khuôn dập vào rãnh trượt. Khuôn dập được gắn phía trên thanh ba chữ giấy. Ở phía trên rãnh trượt, người ta kiểm tra độ căng của giấy và điều chỉnh lại máy đánh chữ bằng tay. Tấm chắn phía sau có một khe hở để lộ hai tay gạt, giúp ta căn lề cho trang giấy dễ dàng. Người ta lắp tấm chắn đáy ở phía dưới các nút rồi lắp nốt nắp đậy bên trên. Cuối cùng họ lắp nốt chi tiết cuối cùng là tay gạt của rãnh trượt. Khi ta viết hết một dòng, ta sẽ đẩy cho tay gạt đi hết sang phía tay trái để trở về lề bên trái. Ta cũng ấn lên một nút ở đầu ngoài cùng bên trái để xuống dòng. Những cỗ máy đánh chữ nổi Braille này nhằm khắc chữ nổi Braille lên giấy. Chính vì vậy, loại giấy sử dụng ở đây cũng cần rất dày. Ta chỉ cần ấn một hoặc vài nút cùng lúc để thu được một tập hợp điểm. Mỗi lần như vậy, ta sẽ thu được một chữ cái trong bảng chữ nổi Braille. La communication au bout des doigts.